câu số 5. Bạch sư cho con hỏi, con muốn tu tập từ sa di lên bậc cao thì cần những điều kiện gì ngoài 20 tuổi không ạ? Tùy mỗi vị, tức là tùy cái vị thầy tế độ của mình á, tại vì mỗi nơi thì sẽ có các tiêu chuẩn khác nhau. Ví dụ như sư đi, tiêu chuẩn của sư á là cái vị đó đó là phải học thuộc hết các cái phần kinh tụng trước cái đã. Rồi sau khi học hết kinh tụng á là phải nắm rõ cái giới luật sa di. Sau đó, đó là phải học qua một lớp kinh tạng trường bộ hoặc trung bộ hoặc tăng chi tùy, để chi, để có chánh kiến. Một ông sư á, để mà lên làm tỷ kheo á, thì tốt nhất là ổng nên có chánh kiến trước khi ổng lên tỷ kheo. Chứ còn mà chờ lên tỷ kheo á, đôi khi nó rất là kẹt. Cho nên là cái điều kiện thì tùy mỗi nơi mỗi khác ha.